Liverpool tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước Manchester City. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola bày tỏ: Chúng tôi đã không giành được chiến thắng và cũng không còn là ba đội đứng đầu bảng. Trong trường hợp kết thúc mùa giải mà phải chúc mừng Liverpool, Leicester, Chelsea hoặc một đội bóng nào khác vô địch, thì chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới mùa giải tiếp theo.